Ngoại trưởng các nước Liên Âu kêu gọi dân chúng Afghanistan tham gia bầu cử tiến từ Athens. Hôm nay là ngày họp thứ nhì của Ngoại trưởng các nước Liên Âu tại thủ đô Athens của Hy Lạp. Cuộc họp tập trung thảo luận những biện pháp yểm trợ Ukraine và những biện pháp trừng phạt đối với Nga. Liên Âu muốn giúp Ukraine thực hiện chương trình cho vay của Quỹ tiền tệ quốc tế, bảo đảm cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5 thành công. Liên Âu đã đồng ý dùng 15 tỷ euro giúp các nước miền Đông và miền Nam vào cuối năm 2020 Mục tiêu của chương trình nhằm giúp cải thiện dân chủ ngăn chặn không để bạo động lan qua Âu Châu Ngoại trưởng các nước Liên Âu cũng thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan Ngoại trưởng Hòa Lan, France Timmerman nói rằng Afghanistan đang ở trong tình trạng bạo động nghiêm trọng, nhưng ông ta cảm thấy rất khích lệ khi biết người dân cương quyết đi bỏ phiếu bất chấp đe dọa. Hầu hết quan sát viên châu Âu đã rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban tấn công một khách sạn an ninh cao tại Kabul trong tháng trước ngoại trưởng đan mạch martin liger nói với báo chí rằng tình trạng an ninh ở afghanistan rất khó khăn nhưng chính phủ đang nỗ lực bảo vệ và ông ta hy vọng người dân đông đảo tham gia bầu cử trong ngày hôm qua một nhiếp ảnh viên báo chí của Associated press bị bắn chết và một phóng viên khác của ap bị thương khi một cảnh sát bắn hai phụ nữ đang chuẩn bị phòng phiếu ở miền đông afghanistan